Lộc sẽ tìm ra tấm vé tiếp theo để có thể điền tên mình vào vòng bán kết. Và hiệp 1 trận đấu giữa FC Phú Lộc và FC Cầu Lộc đã chính thức được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Cầu Lộc, đây sẽ là tình huống phạt góc đến với các cầu thủ Cầu Lộc. Nguy hiểm, có lẽ đó là tình huống nhắm thẳng vào khung thành của thủ môn Văn Tùng bên phía Phú Lộc. Nguy hiểm, cú dứt điểm rất nguy hiểm vừa rồi là của số 36 Văn Phòng. Anh vẫn đang có những tình huống xử lý rất mềm mại. Đánh đầu! Và 1-0 dành cho cầu thủ Phú Lộc. Người ghi bàn đó là Văn Phòng. Tình huống lắc đầu rất hay của Văn Phòng giữa vòng vây của các cầu thủ Cầu Lộc. Văn Phòng tuy sở hữu một thể hình không cao to, nhưng vừa rồi anh đã có một tình huống lắc đầu mà các cầu thủ Cầu Lộc cần phải nhanh hơn nữa. Tình huống xử lý hơi chậm vừa rồi là của Trọng Duy. Cơ ơi! Dứt điểm! Không được! Cơ hội dứt điểm vừa đến với số 12 Duy Quy. Tình huống đệm lòng đã không được tín chân của Duy Quý trong tình huống vừa. Các cầu thủ Cầu Lộc phối hợp hay, dứt điểm không được. Cú sút bằng chân trái của số 8 Quốc Việt, bóng đi quá thiếu chính xác. Có lẽ chân trái không phải là chân thận của Quốc Việt. Điểm tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống lên bóng hay của các cầu thủ Cầu Lộc từ đầu trận. Cơ 2-0 dành cho cầu thủ Phú Lộc. Và người ghi bàn lần này đó là số 10 Đức Thắng. Cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán sau tình huống chuyền của đội trưởng Duy Quý. Và Duy Quý đã có công rất lớn trong hai bàn thắng với các cầu thủ Phú Lộc ngày hôm nay. Một tình huống ghi bàn và vừa rồi là một pha kiến tạo không thể thuận lợi hơn dành cho rất dễ đá. Họ không vội vàng trong những tình huống lên bóng của mình. Phát bóng lên. Có thể dứt điểm. 3-0 rồi. Người ghi bàn lần này là số 14 Việt Bạch với cú dứt điểm trái phá bằng chân trái. Không cho thủ môn của Cầu Lộc bất cứ một cơ hội nào để cản phá. Dường như trận đấu đang được an bài từ rất sớm đến với các cầu thủ Phú Lộc. Những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía Phú Lộc đang rất thoải mái, không có những sự áp sát cần thiết đến từ hàng phòng. Quyết định dứt điểm ngay của Quốc Việt. Cú dứt điểm rất táo bạo đến từ số 8 của các cầu thủ Cầu Lộc. Tình huống đá phạt với cự ly. Đánh đâu! Trọng tài sẽ cùng chờ xem quyết định cuối cùng của trọng tài. Dường như trọng tài xác định sẽ không có bàn thắng dành. Đường chuyền tốt. Đường chuyền với nhãn quản cực kỳ tốt của. Nguy hiểm. Không vào. Một tình huống thi đấu không an toàn của thủ môn bên phía Cầu Lộc. Cơ hội đến với Đức Thắng. Tình huống theo bóng rất khó chịu của Thái Quảng. Đá phạt nhanh. Đường chuyền tốt của Thái Quảng. Không vào.
vừa rồi thì Đức Thắng chỉ biết nở một nụ cười sau cú sút của mình. Cú sút đi rất hay dành cho số 10 Đức Thắng. Nhưng anh đã phụ lòng của Thái Quảng trong tình huống vừa rồi. Văn Tuấn không được. Tình huống xoay người rất điểm ngay của Văn Thái. Bóng đi với lực không căng. Không an toàn của thủ môn bên phía câu lộc. Đức Thắng dứt điểm. Và lần này là một tình huống xử lý gọn gàng của tiền đạo bên phía Phú Lộc. Bàn thắng thứ hai của Đức Thắng trong trận đấu ngày hôm nay. 4-0 dành cho các thủ Phú Lộc. Và tấm vé vào vòng bán kết đã một tay nằm trong các cầu thủ Phú Lộc rồi. Và bây giờ những sự điều chỉnh để thủ môn bên phía câu lộc. Mai Tuyền. Cơi không được. Tình huống sút chéo góc của trung thành. Nhưng bóng vẫn chưa tìm đến mảnh lưới của các cầu thủ Phú Lộc. Các cầu thủ câu lộc. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hai hiệp thi đấu giữa các cầu thủ Phú Lộc và các cầu thủ câu lộc. Và tấm vé đi tiếp vào trận bán kết sẽ thuộc về các cầu thủ Phú Lộc với chiến thắng 4-0 ngày hôm nay. Và họ sẽ gặp các cầu thủ FC Thị Trấn ở trong trận bán kết diễn ra vào tuần sau. Chúc mừng các cầu thủ Phú Lộc. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo.